What's up? Xin chào 500 anh em, chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Đã lâu lắm rồi chưa có gặp lại 500 anh em. Hôm nay mình sẽ tiếp tục review cho anh em một con bàn phím cơ mới đến từ hãng AOJ. Và con bàn phím này có mã sẽ là K102, nối tiếp với lại những con bàn phím cơ như là K100 hay là K106 v.v. thì nó sẽ cho thêm ra mã K102. Hãng AOJ này là một trong những cái hãng đến từ Trung Quốc và nó cũng có rất là nhiều các cái sản phẩm mà đánh về gaming gear. Ok, bây giờ mình sẽ cùng mở hộp và đánh giá sơ qua chiếc bàn phím AOJ K102 này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn sơ qua về chiếc vỏ hộp của em này thì chúng ta sẽ thấy là cách đóng hộp của nó khá là giống với những chiếc bàn phím cơ của thằng AOJ trước đây. Thì nó sẽ khá là đơn giản với cái hộp mà chủ yếu là tông màu đen. Ở giữa có in hình chiếc bàn phím mà như thế này. Và cái thằng AOJ này thì nó cũng khá là chăm chút cho những chiếc hộp của nó khi mà nó in khá là màu mè. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ thấy một chiếc bàn phím được bọc ở trong một cái túi xốp. Ok, quay lại chiếc bàn phím nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, em AOJ K102. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy thiết kế của nó sẽ khá giống với những con thiết kế của những cái con bàn phím của AOJ khác, là cái bề mặt của nó sẽ là hoàn toàn bằng kim loại và nó sẽ có đường diamond cắt xung quanh như thế này, nhìn khá là sang chảnh. Đồng thời là chúng ta sẽ có một cái điểm nhấn, đó chính là cái đường cắt hình dấu chữ thập ở ngay ở phía giữa chiếc bàn phím đây, nó sẽ cắt chéo qua. Và các cái nút thông báo của nó cũng sẽ được vát CNC luôn, các cái đèn báo như là nút đèn báo nút num lock, cap lock hay là scroll lock v.v. Về layout của em này là layout OEM, tức là mình có thể chơi được keycap thoải mái bất kể các loại keycap nào nhé. Và bàn phím thì tất nhiên nó vẫn được sử dụng chiếc keycap ABS double shot và sẽ hỗ trợ xuyên led không bao giờ bay chữ v.v. Phông chữ của em này thì khá là to, do bàn phím này được sản xuất bởi Tàu mà, cho nên phông chữ của nó sẽ không thể nào tránh khỏi được. Ở phía hai cạnh bên của em này thì nó sẽ có cái logo AOJ ở đây, và ở giữa chúng ta sẽ thấy một cái lớp nhựa đục như thế này, nó chạy dọc theo chiếc bàn phím luôn. Đây chính là cái chỗ để mà đèn led của led viền của em này tỏa ra, khá là đẹp. Tí nữa mình sẽ cho các bạn cùng chiêm ngưỡng. Mặt sau của em này khá là đơn giản, khi mình chỉ thấy có 4 miếng cao su ở 4 góc của chiếc bàn phím, đồng thời có các cái lỗ thoát nước mà lỡ may mình đổ nước vào nó sẽ thoát nước nhanh hơn. Ngoài ra thì nó cũng sẽ không có các cái lẫy để nâng hạ độ cao của phím luôn. Có lẽ đây là một cái bàn phím khá là tối giản và cũng như là nó sẽ giảm bớt cái chi phí sản xuất. Đó là toàn bộ mặt sau của em này. Về dây cáp thì sao? Dây cáp của em này thì đang sử dụng cái dây bọc nhựa thôi nha các bạn. Và nó cũng sẽ có đầu chống nhiễu. Tuy nhiên thì cái đầu USB của nó sẽ là đầu bình thường thôi, không có được mạ vàng. Và cái đó cũng chả cần phải quan trọng lắm. Quan trọng là cái dây nhựa của nó cũng khá là dày và chắc chắn. Và cái giá thành của em này cũng rất là rẻ nữa, chỉ khoảng tầm 600 ngàn mà thôi, rất là ngon rồi. Màn phím cơ này đang sử dụng Blue Switch đến từ hãng Content, một trong những cái hãng mà chuyên sản xuất switch cơ cho những cái bàn phím Tàu Trung Quốc. Cái độ nảy của em này cũng khá là căng đấy, cũng có tiếng clicky rất là to, nghe rõ ràng. Tí nữa mình sẽ test cho các bạn xem cái khả năng phát ra tiếng clicky cũng như là cái độ nảy khi bấm em bàn phím này nhá. Rồi chúng ta sẽ sang một cái phần khá là quan trọng của em bàn phím, cũng chính nhờ nó mà tạo nên sự nổi bật cũng như là khác biệt của em bàn phím này, đó chính là cái chế độ led. Đây, mình sẽ cùng mở lên cho các anh em xem nhá. Ok, thì đầu tiên các bạn nhìn thấy là bàn phím này có hệ thống đèn led rainbow, tức là nó sẽ có chạy dọc theo các cái đường led chất định như thế này. Tuy nhiên nó không phải là led RGB cho nên sẽ không có thể thay đổi được các cái màu led, mà nó chỉ có thể thay đổi các cái chế độ chạy led mà thôi. Và để thay đổi chế độ thì chúng ta ấn FN cộng Insert để thay đổi chế độ. Ngoài ra để tăng giảm độ sáng thì FN lên hoặc là FN xuống để tăng giảm độ sáng trên bàn phím. Đồng thời là mình cũng có thể tăng giảm tốc độ chạy led bằng FN qua trái hoặc là FN qua phải nha các bạn. Tí nữa mình sẽ cho các bạn xem các chế độ của em này. Và cái đặc biệt của em bàn phím này đó chính là cái đèn led dưới viền đây. Đó, như các bạn đã thấy là nó sẽ có một cái dải đèn led chớp tắt ở ngay phía dưới viền và nó sẽ chạy từ bên viền bên trái sang viền bên phải nha các bạn, chứ không phải là chỉ có viền ở phía trước như thế này. Và để điều khiển cái đèn led này chúng ta vẫn sẽ ấn FN cộng với PS để có thể chuyển sang chế độ đó là sáng im hoặc là tắt hoặc là chớp tắt như ban đầu. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem chế độ đèn led của em này trong ban đêm nhé. You're not fooling me, not fooling anyone.
Như các bạn đã thấy thì chế độ đèn LED của em này cũng khá là ok với khoảng tầm 6-7 chế độ. Và cái đèn LED viền của nó rất là đẹp nữa. Cái đèn LED viền này thì để về ban ngày thì nhìn vẫn rất là sáng rõ, chứ không có như một số các đèn LED khác nó hơi mờ mờ. Tuy nhiên thì em này kháng sáng khá là rõ. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần đó là test cho các bạn xem cái cảm giác gõ của em này nhé. Cả tiếng clicky nữa. Ok, như các bạn đã vừa nghe một cái đoạn là mình test về tiếng gõ hôm nay. Do em này đang sử dụng Bluetooth cho nên là nó chắc chắn phải có tiếng clicky. Và tiếng clicky của em này phát ra khá là to và đanh, giống như là những chiếc bàn phím cơ Trung Quốc khác. Và cái độ nảy của em này thì khá là tuyệt vời. Nó khá là nảy, tức là nó sẽ có độ đàn hồi tốt. Và nó sẽ không có hiện tượng đó là nghe tiếng lọc xọc từ các cái nút dài như thế này. Đó, khi mình bấm thì nó chỉ nghe cái tiếng của bàn phím nghe kịch kịch khá là sướng tai, chứ không nghe kiểu lọc sọc như những chiếc bàn phím mà có cái bùi nó không được tốt lắm, nhất là cái nút dài Start á. Ok, như vậy là mình đã vừa mới đi review sơ qua em bàn phím K102. Và em bàn phím này sẽ có những ưu nhược điểm gì? Đầu tiên về ưu điểm thì nó sẽ là chiếc bàn phím cơ có khá là nhiều chế độ LED này, LED cũng đủ sáng, dùng layout chuẩn cho nên là yên tâm có thể chơi được tất cả các loại keycap. Và cái switch của nó nghe cũng khá là sướng tai, bấm nó cũng chắc chắn nữa. Và đặc biệt hơn là hệ thống đèn LED của em này có một cái hệ thống đèn LED viền rất là đẹp và bắt mắt, cực kỳ độc và lạ. Tuy nhiên thì nó vẫn có những cái điểm yếu, ví dụ như là đèn dây của nó sẽ không được bọc dù này, hoặc là nó sẽ không có cái nâng hạ độ cao của phím cho nên là nó sẽ hơi bó một chút. Và cái thiết kế của nó sẽ là thiết kế bằng khung kim loại cho nên các bạn lưu ý là phải đi dép hoặc là nối đất PC thì nó mới đỡ giật nha các bạn. Rồi vậy trong tầm giá khoảng 600 ngàn thì các bạn nghĩ sao về chiếc bàn phím này? Hãy để lại phía dưới phần bình luận nhé. Theo mình thì nó rất là đáng tiền đấy. Khoảng tầm 600 ngàn thì khó mà kiếm được em nào mà có thiết kế rất là đẹp như em này, nhất là cái đèn LED viền. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhớ like và subscribe kênh của mình. Nếu như thấy video hay thì hãy share cho mọi người cùng coi nhé. Còn nếu như các bạn muốn theo dõi thêm các cái video về gaming gear thì các bạn có thể nhấp vào video bên tay trái đây, hoặc là video bên tay phải đây để xem thêm những video về box gear nhé. Ok, bye bye, hẹn gặp lại các bạn nha.